Hi, xin chào các bạn. Là hôm nay anh em chúng tôi lại trở về ngôi nhà cũ của anh em chúng tôi ở trên rừng. Anh già làng thì hiện tại đang ở cùng gia đình ở trên ngôi nhà trên rừng đó các bạn ạ. Còn tôi thì quay trở về lại dưới làng, vì cách đây mấy hôm tôi có nhận được một tin nhắn của một số khán giả yêu mến anh già làng và Jerry, và có gửi về cho anh già làng và tôi một ít quà các bạn ạ. Tôi đang cầm trên tay tôi là một gói quà từ anh Phạm Minh Tuấn. Thay mặt anh già làng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Em nghĩ rằng món quà này anh già làng cũng chắc hẳn rất là thích. Trong này thì gói quà anh gửi về gồm gì, nội dung thì thấy có ghi là quần áo và dép, nhưng mà em cũng chưa mở ra. Tôi cũng chưa mở ra các bạn ạ. Cái này lát tí xíu nó đem lên để anh già làng mở các bạn nhé, vì đây là quà của anh già làng đấy. Và qua clip này thì cũng xin gửi lời cảm ơn tới khán giả có tài khoản là Kim Thoa Nguyễn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã gửi về cho hai anh em mình và Yuri là tổng số tiền là 200 đô các bạn nhé. Không biết là anh già làng có nhận ra được đây là tiền nước ngoài không các bạn ạ. Tí xíu nữa lên gặp anh già làng tôi sẽ đưa cho anh già làng xem thử nhé. Và cô khi gửi tiền về thì cô cũng có một vài tâm tư muốn gửi đến tôi, rằng là sẽ dùng số tiền này sắm cho anh già làng bộ đồ truyền thống mà dài tay, bộ đồ dài đấy các bạn ạ, để anh mặc vào mùa đông để khỏi lạnh, và cũng như tâm nguyện của tôi luôn. Cháu rất cảm ơn cô Kim Thoa Nguyễn đã dành tình cảm rất nhiều cho anh em tụi con. Và qua clip này thì cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả các bà các khán giả đã trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ hai anh em mình. Qua clip này thì mình cũng muốn tâm sự cho các bạn một số vấn đề về trên YouTube của hai anh em mình. Thì thật ra cái chủ đề của hai anh em mình làm khá là vất vả các bạn. Nhưng mà thực tế nó đúng hơn là vì lòng đam mê. Anh em mình rất thích trải nghiệm cuộc sống rừng núi, cho nên là khi làm về những video để cho các bạn xem thì hầu hết anh em mình phải nằm ở trong rừng ít nhất là từ 3 tới 5 ngày các bạn. Như những clip về thử thách sinh tồn 240 giờ ở các phần trước, cách đây vài tháng thì anh em mình ở trong rừng phải tầm gần nửa tháng đấy các bạn. Cho nên là cái vấn đề khi mà ra video cũng khá là khó khăn, vì trên rừng không có sóng đâu các bạn. Có một số bạn cũng thắc mắc, có hỏi mình rằng là như anh ở rừng như vậy hoài thì điện ở đâu hoặc sóng ở đâu thì để anh làm clip. Thì hôm nay mình cũng sẽ qua clip này mình cũng sẽ giải đáp một số thắc mắc cho các bạn, để các bạn hiểu nhé. Khi quay những clip như vậy thì anh già làng và Jerry sẽ ở lại trên rừng, còn mình thì sẽ trở về ở dưới làng và làm clip để cho các bạn xem đấy. Ở trên rừng không có sóng để up clip đâu các bạn ạ. Cũng sắp tối rồi, mình phải tranh thủ di chuyển, nếu mà trời tối xuống thì sẽ rất là khó đi. Rất cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua cũng đã gửi lời động viên, ủng hộ tinh thần hai mình trong suốt chặng đường gần một năm qua. Thật sự thì kênh mình có phát triển hay không thì một phần lớn nhờ các bạn hết đó các bạn. Các bạn xem clip của mình, các video trên kênh của mình thấy hay thì các bạn đừng tiếc gì một like và comment, và một điều quý giá như là chia sẻ đó các bạn. Thì chính vì những lượt like và comment nhiều như vậy thì kênh mình mới
kênh của hai anh em mình mới gia tăng đề xuất thì kênh mới phát triển nhanh được các bạn. Mong rằng là sau clip tâm sự này của mình thì các bạn hiểu. Đã đến ngôi nhà ở trong rừng của anh em mình rồi các bạn ạ. Anh già làng đang ở trên kia đốt lửa các bạn kìa. Vì ở tối, buổi tối trong rừng thì rất là lạnh. Ôi, chào anh già làng và Jerry. Em về rồi. Đây các bạn, về tới ngôi nhà là vừa kịp trời tối luôn các bạn ạ. Chào Gia Lan. Chào Jerry. Anh Gia Lan ơi, có quà cho anh này. Có khán giả tặng cho anh dép và quần áo. Em không biết là quần áo hay là chăn mền nữa. Được, ai gửi đây. Gia Lan ăn gì chưa? Ăn rồi, ăn con chuột rồi. Dạ. Ăn gì không, Gia Lan nấu cho. Dạ thôi à, trời cũng tối rồi, em cũng có tranh thủ ăn ở dưới dưới làng rồi anh. Ở đây lạnh lắm, ngủ không được rồi. Trời buổi tối ở đây lạnh lắm các bạn ạ. Khi ngủ thì anh em chúng tôi đốt lửa sưởi ấm. Jerry. Có quà cho Jerry này. Gia Lan mở ra xem thử là quà gì đó Gia Lan. Đây là, wow, đây là đôi dép này. Okay. Em tính mua cho anh đôi dép này đấy. Ồ, đây các bạn. Thật sự rất cảm ơn anh rất nhiều. Anh tên gì đó nhỉ? Không thấy đâu, không thấy chờ đâu. À, của anh Phạm Minh Tuấn ạ. Anh hiện tại là ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều về món quà này. Tối nay Gia Lan, Jerry và cả tôi cũng được ấm rồi các bạn. Đây là cái gì đây? Gia Lan mở ra xem đôi dép này có vừa không? Mày này đi, tới nước thôi. Ôi vừa luôn. Nó hơi dài, nó hơi dài. Hơi rộng anh? Hơi dài. Dạ. Anh kéo cái này lại được này. Đấy. Có vẻ là hợp lý hơn đôi dép tông mà hôm tôi mua đấy các bạn. Thì lần trước cũng muốn mua lại cho anh Gia Lan đôi dép như thế này rồi. Nhưng mà hôm nay lại có một khán giả tặng cho anh cho nên là... Và đây nữa anh Gia Lan ơi. Anh Gia Lan có biết xài cái này không? Cái gì đây? Cái này là tiền đấy. Tiền gì mà không thấy, không biết đâu, không biết cái này đâu. Tôi đoán là anh Gia Lan không biết được tiền này đâu các bạn ạ. Cái này là tiền ở Mỹ đấy anh, ở nước ngoài đấy. Đây là của cô gì đây? À dạ, cô Kim Thoan Nguyễn anh ạ. Cô có ủng hộ cho anh em mình và Jerry một ít tiền để cô có nhắn với em là sẽ may cho anh một bộ trang phục dài tay để anh mặc cho khỏi lạnh đấy. Và sửa cho Jerry các bạn nhé. Cảm ơn cô và rất là nhiều. Gia Lan xin cảm ơn tất cả mọi người ở xa nghe. Anh Gia Lan vừa gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đấy các bạn ạ. Thì những món quà và những số tiền của các bạn ủng hộ cho Gia Lan mình cũng sẽ nói rõ trong clip này. Và sẽ nhấn mạnh một điều là sẽ sử dụng đúng mục đích các bạn nhé. Nếu về sau mà có sự ủng hộ thêm nữa thì anh em chúng tôi chỉ sử dụng vừa đủ với là nhu cầu của anh em chúng tôi thôi. Còn lại anh em chúng tôi sẽ trao tặng những cái phần dư còn lại cho tất cả các em trẻ em nghèo ở dưới làng của anh Gia Lan. Và đó là tâm nguyện của anh em chúng tôi. Mong còn mấy đứa nó nghèo lắm, nó không có áo quần mặc đồ, nó không có cơm ăn đâu. Bây giờ anh Gia Lan đang làm một cái đèn dầu bằng tre để thắp sáng cho đêm nay đây các bạn ạ. Anh em chúng tôi tranh thủ làm một chiếc đèn dầu để thắp trong đêm nay nhé. Cũng có một số các bạn cũng muốn anh em chúng tôi review lại cái buổi tối ở trong rừng.
và các anh em ăn ngủ trong rừng như thế nào thì clip hôm nay tôi sẽ review rõ cho các bạn xem nhé. Thì bình thường khi chưa có những chiếc chăn mà các bạn tặng cho anh em chúng tôi như thế này thì cách giữ ấm ở trong rừng duy nhất chỉ là lửa các bạn. Và ngôi nhà của anh em chúng tôi làm cũng khá là kiên cố rồi, cũng có mái che ở trên nên là vấn đề mưa cũng không quan ngại lắm. Lôi hay một tí thì anh già làng cũng đã làm xong cái đèn dầu rồi các bạn này. Cái này để tối khi mà tắt lửa thì cái đèn này sẽ giúp anh em chúng tôi tiện việc sinh hoạt ở trong đêm hơn các bạn nhé. Và khi nấu thức ăn ở trong rừng thì anh em chúng tôi thường dùng tất cả vào bằng tre nứa hết các bạn ạ. Nhưng các clip tới thì tôi sẽ sắm thêm những cái vật dụng để hỗ trợ sinh tồn chu đáo hơn các bạn nhé. Thì mong rằng khi theo dõi những clip của anh em chúng tôi thì các bạn cũng đừng tiếc gì một like, comment và đặc biệt là chia sẻ để anh em chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm video hay đẹp cho các bạn xem. Thực tế thì cái kênh YouTube của hai anh em mình muốn được phát triển hay không thì trông cậy hết vào tất cả các bạn. Nếu các bạn xem video của hai anh em mình thấy yêu thích video thì các bạn đừng quên like và comment và bình luận ở dưới video đó các bạn. Vì số lượng like và comment của các bạn càng nhiều thì kênh của anh em chúng mình mới được gia tăng thêm đề xuất. Thì như vậy sẽ làm cho kênh của hai anh em phát triển hơn và có thêm một chút thu nhập để trang trải trong các chuyến phiêu lưu sinh tồn trong rừng các bạn nhé. Qua clip này mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất cả các bạn đã xem video của hai anh em mình.